Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục đến với chương trình giúp các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả chỉ với 10 phút mỗi ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn luyện phần 5 câu hỏi độc lập trong đề thi TOEIC bằng việc phân tích đáp án chi tiết của câu 115 trong đề số 1. Và trước tiên chúng ta sẽ cùng xem lại câu hỏi này nhé. Number 115. Yesterday's storm. Blank. Interrupted the services of the Dudla Incorporated Satellite Communications System. A. Annually. B. Anytime. C. Wherever. D. Temporarily. Vừa rồi, sau khi xem lại câu hỏi, các bạn đã biết đáp án đúng là gì hay chưa? Khi thi với phần 5 câu hỏi độc lập của đề thi TOEIC, các bạn sẽ gặp tổng cộng 30 câu hỏi tương tự như câu vừa rồi, từ câu 101 tới câu 130 trong đề. Và với mỗi câu hỏi này, các bạn sẽ được đọc hiểu một câu bằng tiếng Anh. Trong câu này sẽ có một chỗ trống và các bạn sẽ được cung cấp 4 đáp án kèm theo là A, B, C, D. Nhiệm vụ của các bạn là phải đọc hiểu, đồng thời tìm ra đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống, hình thành nên câu hoàn chỉnh đúng về ngữ nghĩa và ngữ pháp. Và trong phần 5 này là phần đọc hiểu, vậy nên các bạn chỉ đọc và tìm đáp án thôi. Nhưng trong mỗi bài mình sẽ lồng thêm phần nghe để các bạn có thể tăng cả khả năng nghe và cả khả năng nói. Và để giúp các bạn làm phần này hiệu quả thì trong mỗi bài của chương trình này mình sẽ giúp các bạn phân tích đáp án chi tiết của một câu bằng cách mình cùng học từ vựng mới, ngữ pháp, phân tích ngữ pháp cũng như củng cố kỹ năng làm đề. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài ngày hôm nay bằng việc phân tích đáp án chi tiết của câu 115 nhé. Và câu 115 của chúng ta là Yesterday's storm, blank, interrupted the services of the Dudla Incorporated Satellite Communication System. Mình có thể tạm dịch câu này là cơn bão ngày hôm qua, chấm chấm chấm, đã làm gián đoạn dịch vụ hệ thống vệ tinh liên lạc của công ty Dudla. Và chúng ta được cung cấp 4 đáp án để điền vào chỗ trống. Đáp án A, annually. Đáp án B, anytime. Đáp án C, wherever. Và đáp án D, temporarily. Và như mình nhận thấy thì các bạn chỉ cần hiểu nghĩa của câu 115 và hiểu nghĩa của 4 đáp án được cung cấp là các bạn có thể dễ dàng điền vào chỗ trống rồi. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ cùng học một số từ vựng mới nhé. Đầu tiên, người ta nói cơn bão ngày hôm qua là yesterday's storm. Again, yesterday's storm. Các bạn chú ý khi nói tách ra thì nó sẽ là yesterday's storm. Nhưng ở đây có một chỗ nối âm, yesterday's storm, nối liền với nhau luôn. Và ở đây người ta dùng danh từ chỉ cơn bão là storm. Again, storm. Danh từ chỉ ngày hôm qua là yesterday. Again, yesterday. Tuy nhiên người ta muốn nói là cơn bão của ngày hôm qua nên người ta thêm phẩy SC vào đằng sau của yesterday để hình thành sở hữu cách là yesterday's. Again, yesterday's. Very good. Tuy nhiên khi nói liền với từ storm thì âm Z ở cuối cùng này lại nối sang âm SC ở đầu của từ storm. Nên nghe cảm giác như là không có nhưng thực chất khi viết thì các bạn chú ý nhé. Mình cùng nói lại là yesterday's storm. Đây là dạng đã nối âm luôn rồi. Say it again. Yesterday's storm. Very good. Và sau chủ ngữ cơn bão ngày hôm qua thì chúng ta có một chỗ trống cần điền vào ở đây. Và sau chỗ trống này là một động từ ở dạng quá khứ, chỉ có ý nghĩa là đã làm gián đoạn, đã làm ngắt quãng là interrupted. Say it again. Interrupted có nghĩa là đã làm gián đoạn hay đã làm ngắt quãng một cái gì đó. Và dạng nguyên thể của động từ này là interrupt. Again, interrupt. Và trong bài do dùng ở dạng quá khứ thì nó chuyển thành interrupted. Again, interrupted. Và chỗ trống này thì mình thấy nó nằm giữa chủ ngữ và nó đứng trước một động từ chính trong câu. Và mình dự đoán khả năng cao mình sẽ cần phải điền một trạng từ ở đây để bổ nghĩa cho động từ interrupted trong trường hợp này. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng xem đáp án nào phù hợp để điền vào chỗ trống nhé. Và tiếp theo ạ, đã làm gián đoạn dịch vụ, dạng xác định những dịch vụ là the services. Again, the services. Danh từ chỉ dịch vụ dạng số ít là service. Again, service. Và dạng số nhiều được dùng trong bài là services. Again, services. Và dạng xác định mình thêm mạo từ the về đằng trước là the services. Very good. Và dịch vụ của công ty Dudla đúng không ạ? Thì người ta nói là of the Dudla Incorporated. Các bạn chú ý là chữ INC chấm ở đây là dạng viết tắt. Và cái chữ này có thể đọc dạng tắt là ink. Như từ mực là ink. Tuy nhiên dạng đầy đủ của nó là incorporated. Again, incorporated. Khi nó viết thế này thì các bạn có thể nói dạng nói tắt hoặc là dạng đầy đủ như mình vừa cung cấp. Và bây giờ thì trong bài này chúng ta sẽ tập nói dạng đầy đủ để các bạn hiểu là nó viết tắt của cái gì nhé. Và của công ty Dudla thì người ta có thể nói là of the Dudla Incorporated. Say it again.
Of the Dollar Incorporated. Very good. Và cụm từ phía đằng sau là hệ thống vệ tinh liên lạc. Thì cả cụm này người ta dùng là Satellite Communication System. Say it again. Satellite Communication System. Danh từ chỉ hệ thống là System. Say it again. System. Và danh từ dạng số nhiều của liên lạc hay là kết nối hay là giao tiếp là Communications. Again. Communications. Và ở đây thì sẽ có nối âm luôn từ từ communications. Âm Z này sẽ nối sang âm SC của từ system. Nên khi nghe các bạn lại cảm thấy như không có SC đằng sau communications. Nhưng thực ra là có, thì các bạn chú ý phần viết nhé. Và tiếp theo, danh từ chỉ vệ tinh là satellite. Say it again, satellite. Và cả cụm danh từ chỉ hệ thống vệ tinh liên lạc của chúng ta được dùng ở đây là satellite communication system. Các bạn chú ý chỗ nối âm nhé. Say it again. Satellite Communication System. Very good. Và cả câu 115 của chúng ta là Yesterday's storm blank interrupted the services of the Dollar Incorporated Satellite Communication System. Câu này có thể tạm dịch là cơn bão ngày hôm qua ... đã làm gián đoạn các dịch vụ hệ thống vệ tinh liên lạc của công ty Dollar. Chúng ta sẽ cùng nói lại một lần nữa. Và các bạn hãy chú ý là mình hãy học hết các từ vựng này, bởi vì những từ vựng mới trong câu 115 cũng đều là những từ vựng rất thông dụng trong văn nói hàng ngày, và nó được dùng nhiều trong đề thi TOEIC, nhiều phần khác nhau chứ không phải chỉ phần 5. Vậy nên hãy ghi nhớ nhé. Và chúng ta cùng nói lại một lần nữa là Yesterday's storm blank interrupted the services of the Dollar Incorporated Satellite Communication System. Very good. Và chúng ta được cung cấp 4 đáp án để điền vào chỗ trống. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích ý nghĩa của từng đáp án để xem đáp án nào là phù hợp nhất nhé. Đầu tiên, đáp án A là annually. Say it again. Annually. Đáp án này có nghĩa là hàng năm hay mỗi năm. Và mình cảm thấy khi điền vào trong chỗ trống thì nó không hợp lý về mặt ý nghĩa. Bởi vì nếu điền vào nó sẽ thành yesterday storm annually interrupted the services ... đằng sau. Thì nó sẽ thành cơn bão ngày hôm qua hàng năm làm gián đoạn. Nghe nó không hợp lý lắm, bởi vì đó là cơn bão ngày hôm qua, mà lại điền annually vào đây thì hoàn toàn không phù hợp. Nên đây là đáp án sai, sẽ loại. Như vậy thì các bạn hãy nhớ từ vựng mới chỉ hàng năm ở đây là annually. Say it again. Annually. Từ này trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên nhé. Annually. Very good. Và tiếp theo, đáp án B. Anytime. Đáp án này có nghĩa là bất kỳ lúc nào. Và khi điền vào chỗ trống mình cảm thấy nó cũng không hợp lý, bởi vì nó sẽ thành là yesterday storm anytime interrupted ... là đằng sau, là cơn bão ngày hôm qua bất kỳ lúc nào đã làm gián đoạn. Nghe nó không hợp lý lắm, nên đây là đáp án sai, mình sẽ loại. Và các bạn chỉ cần ghi nhớ của từ anytime có nghĩa là bất kỳ lúc nào. Say it again. Anytime. Very good. Và tiếp theo, đáp án C là gì ạ? Wherever. Again, wherever. Đáp án này có nghĩa là bất kỳ nơi nào hay là mọi nơi. Và khi điền vào chỗ trống về mặt ý nghĩa mình cũng cảm thấy nó không hợp lý, bởi vì nó sẽ thành yesterday storm wherever interrupted, thành cơn bão ngày hôm qua bất cứ nơi nào đã làm gián đoạn. Nó không hợp lý về mặt ý nghĩa, nên đây cũng là đáp án sai, mình sẽ loại. Và các bạn nhớ là wherever là bất kỳ nơi nào hay là mọi nơi nhé. Tiếp theo, đáp án D. Và khi chắc chắn là nếu chúng ta dùng phương pháp loại trừ thì nếu ba đáp án A, B, C đã sai thì chắc chắn đáp án D sẽ đúng. Và chúng ta sẽ cùng xem đáp án D là gì và nghĩa của nó là gì nhé. Đáp án D được cung cấp ở đây là temporarily. Again, temporarily. Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3. Các bạn nhớ nhấn vào âm re ở âm tiết thứ 3 là temporarily. Say it again, temporarily. Và từ này có nghĩa là tạm thời. Say it again, temporarily. Và nó còn đôi ly có nghĩa là nó là một trạng từ. Và nó rất thích hợp để điền vào chỗ trống cả về mặt ý nghĩa lẫn về mặt ngữ pháp. Bởi vì chúng ta đang cần một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ interrupted. Thì đáp án D vừa là một trạng từ và về ý nghĩa cũng rất hợp lý. Bởi vì khi chúng ta điền từ temporarily vào chỗ trống, chúng ta sẽ hình thành câu đầy đủ là yesterday storm temporarily interrupted the services of the Dollar Incorporated Satellite Communication System. Nó sẽ thành cả câu đầy đủ là cơn bão ngày hôm qua đã tạm thời làm gián đoạn những dịch vụ của hệ thống vệ tinh liên lạc của tập đoàn, của công ty Dollar. Nó thành một câu rất hợp lý. Tạm thời làm gián đoạn temporarily interrupted. Nó hợp lý về mặt ý nghĩa lẫn về mặt ngữ pháp. Nên đáp án đúng ở đây là đáp án D của câu 115. Và chúng ta cùng
phát âm và nói lại đáp án D là temporarily. Từ này có nghĩa là tạm thời, các bạn chú ý nhé. Say it again. Temporarily. Very good. Và đáp án đầy đủ của chúng ta câu 115. Các bạn hãy nhìn lên màn hình và tập nói cùng mình là yesterday's storm temporarily interrupted the services of the Dala Incorporated Satellite Communication System. Very good. Number 115. Yesterday's storm. Blank. Interrupted the services of the Dudla Incorporated Satellite Communications System. A. Annually. B. Anytime. C. Wherever. D. Temporarily. The correct answer is D. Temporarily. Yesterday's storm temporarily interrupted the services of the Dudla Incorporated Satellite Communications System. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi trong bài ngày hôm nay. Một lát nữa các bạn sẽ được đọc hiểu một câu hỏi tương tự như câu hỏi phần 5, câu hỏi độc lập của đề thi TOEIC. Nghĩa là các bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình một câu bằng tiếng Anh và câu này có một chỗ trống, kèm theo sau đó là 4 đáp án A, B, C, D. Nhiệm vụ các bạn là phải đọc hiểu và tìm ra đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống, hình thành câu đúng về ý nghĩa lẫn ngữ pháp. Và phần 5 là phần đọc hiểu, nhưng mình vẫn sẽ lồng thêm để cho các bạn được luyện nghe. Và các bạn nhớ là đi thi thì mình chỉ đọc hiểu thôi, nhưng trong quá trình làm đề thì mình lồng thêm phần nghe để cho các bạn tăng cả khả năng nghe và nói trong quá trình làm đề. Và đáp án chi tiết của câu này sẽ được phân tích trong bài tiếp theo. Vậy nên các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và ấn nút quả chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của mình. Và đặc biệt là tài liệu kèm theo mỗi bài mình đều gắn dưới phần mô tả rồi. Các bạn có thể tải về bất kỳ lúc nào để tiện cho việc học hoặc là tiện cho việc giảng dạy cho học sinh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye. See you next time. Number 116. Even though Cabrera Pictures and Marcella Images make very different films. Blank. Are successful movie studios. A. Several. B. Everybody. C. Some. D. Both.